Ở tập trước, gia đình ba cha con Tân Lang vừa khôi ngô dạm dở, vừa diễn xiết rất hay. Vua Hùng cho là điềm lành nên mời vào kinh ban thưởng và tặng cho chữ Cao. Từ đó họ đổi sang họ Cao. Nhiều đồ quý giá quá, chúng ta biết làm gì bây giờ cha? Chúng ta sẽ về chia bớt cho dân làng và người nghèo. Còn dư lại, cha muốn các con đi học. Đi học? Đúng rồi. Trước đây nhà ta nghèo, không thể cho hai con đi học chữ được. Bây giờ có điều kiện, các con nên học chữ để biết thêm nhân nghĩa ở trên đời. Con hiểu rồi. Nhưng mà tụi con lớn quá, không biết là có ai chịu dạy chữ cho tụi con không? Chắc sẽ có thôi. Mình quyết tâm thì sẽ làm được mà. Cứu với! Ai cứu tôi với! Các con có làm sao không? Tụi con không sao. Cha nhìn nè, giày của một cô gái, nó từ đâu ra vậy? Lúc nãy trong cơn gió nghe như là có người kêu cứu. Con cũng có nghe loáng thoáng nhưng không rõ lắm. Cơn gió này không có bình thường chút nào hết. Có thể là yêu quái bắt người đó. Chúng ta đi theo xem, biết đâu giúp được họ. Có vẻ như đúng là yêu quái bắt người cha ạ. Chúng ta làm gì tiếp theo bây giờ hả cha? Các ngươi là ai? Ông là ai? Tôi là đạo sĩ Lưu Nhân, đến thu phục yêu quái và cứu con gái tôi. Chúng tôi là cha con nhà họ Cao, tình cờ thấy yêu quái bắt người nên đi theo định giải cứu. Thật vậy sao? Tôi thật mừng khi có người giúp. Tôi chuyên trừ yêu diệt ma. Tình yêu quái này nhân lúc tôi sơ hở đã bắt con gái tôi là Lưu Nương để trả thù. Tôi là Cao Quý, còn đây là hai con trai của tôi, Cao Tân và Cao Lan. Chúng tôi sẽ hợp sức với ông anh để trừ yêu quái hại dân, cứu Lưu Nương. Chúng cháu thấy tên yêu quái đó chạy vào cái hang kia kìa. Việc này rất nguy hiểm. Tôi liều mạng tôi đã đành, nhưng không thể liều cả mạng của ba người vô tội được. Ông anh cứ bình tĩnh. Đã không biết thì thôi, chứ bây giờ thấy người gặp hoạn nạn, sao chúng tôi có thể để mặc cha con ông anh như vậy được? Đúng vậy bác ạ. Chúng ta có đến 4 người thì lo gì không đánh lại nó. Chúng cháu đây á, dù không có pháp thuật gì hết, nhưng mà sức khỏe và dũng cảm thì không thiếu. Thôi được. Vậy ba cha con hãy lại gần đây. Tôi xin đề xuất kế hoạch như thế này. Tung tung làm ta phải mệt chết. Ngươi không hồn thì thả ta ra, cha ta sẽ đánh bại ngươi trước khi trời sáng. Ta cũng cha ngươi mau đến để ta ăn thịt hai cha con ngươi, trả thù cho em trai ta đã bị hắn đánh bại. Tên quái vật kia, hãy ra thi tài với ta, hay ngươi sẽ chết nhát trong cái hang này cả đời. Ta ở đây nè, tên quái vật xấu xí. Đi chờ đó. Ta ở đây nè. Ta ở đây nè. Ta ở đây nè. Lưu Nương, Lưu Nương có phải không? Dạ đúng vậy. Bác là ai? Sao bác lại biết cháu? Bác phải coi chừng, con quái vật có thể trở lại bất cứ lúc nào đó bác. Dạ cô, Lưu đạo sĩ đang cùng các con của tôi đánh lạc hướng tên quái vật ngoài kia.
chúng ta hãy mau mau thoát ra đi.